Hoa hậu Thanh Thủy lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gây chú ý với nhan sắc có phần khác lạ, cuốn hút hơn thời điểm mới đăng quang. Tuy nhiên, gần đây trên mạng xã hội rò rỉ những hình ảnh được cho là nàng hậu đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trước những hình ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy thời gian gần đây, fan sắc đẹp dễ dàng nhận ra cô đã có sự thay đổi về vẻ bề ngoài, xinh đẹp và cuốn hút hơn thời điểm mới đăng quang. Màn lột xác nhanh chóng đã khiến người đẹp sinh năm 2002 vừa nghi vấn dao kéo để cải thiện nhan sắc. Đáng chú ý, mới đây, loạt ảnh Hoa hậu Thanh Thủy đến một thẩm mỹ viện đã bất ngờ lan truyền trên các trang mạng xã hội. Trong loạt ảnh, nàng hậu diện đồ bệnh nhân và có vẻ như đang ngồi nghe các bác sĩ tư vấn về phần mũi của mình. Với loạt ảnh này, càng khiến khán giả có thêm căn cứ hơn về tin đồn đương kim Hoa hậu Việt Nam đã can thiệp thẩm mỹ. Đi kèm với những lời khen ngợi, người đẹp cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều khi hình ảnh hiện tại của Hoa hậu Thanh Thủy với gò bồng đào căng đầy khác xa với hình ảnh vòng một khiêm tốn trước đó. Netizen đặt nghi vấn, phải chăng Hoa hậu Việt Nam 2022 đã trùng tu cả vòng một ngoài sửa mũi? Được biết, thời gian trước, Hoa hậu Thanh Thủy sở hữu thân hình khá mảnh mai với chiều cao 1m76 và có số đo 3 vòng lần lượt là 80, 63 và 94cm. Hoa hậu Thanh Thủy khá mảnh mai với khuôn ngực vừa người. Cô được xem là Hoa hậu ngoan hiền khi luôn lựa chọn phong cách kín cổng cao tường khi xuất hiện. Dù đang trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp, nhưng Hoa hậu Thanh Thủy vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Thế nhưng, chuyện trùng tu nhan sắc không còn quá xa lạ trong giới beauty queen của Việt Nam. Việc Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng nhuận sắc sau 3 tháng đăng quang lại khiến fan càng thêm yêu thích.